myself. Vậy đó đó. Ngon với thằng cà chấu vậy rồi. Bữa nó cũng nổi bạo ấy. Cái mày chửi nó. Ôi trời, nó nổi quạo quạo, nó chơi mình chơi cho nó quạo mà nó không nhớ hả? Chơi dưới mà còn quạo được nữa. Chửi nó đến giờ rồi mà không thèm nói chuyện với nó luôn rồi, mà không cho nó qua đây chơi luôn. Stupid. Chơi game này nó quạo người. Em biết sao? Thường thường mình máy chấp có phải mình máy chấp cho thằng dở hơn rồi. Tại nó đóng giỏi mà. Mình máy chấp phải là dở, thằng dở hơn lúc nào cũng bị dí. Đúng rồi. Cái thằng đó bị dí cái đụng nó chết tiệt. Lúc nào đó thì mình chơi với thằng kia là nó thằng nào yếu sẽ bị dí. Mà thường tình càng bị dí thôi. Tại vì nó còn kiếm chuyện, còn càng dễ thua nữa. Tại vì khi nó kiếm chuyện là mình có problem. Đúng rồi. Làm cho mình nó bị sao nhãng. Thành ra như thế này. Mình đánh nó mình đã cái thằng yếu nó đã có cái problem để nó phê xịn bên kia rồi. Bây giờ nó còn phê xịn thằng inside nữa. Now you giặt cái trong á, nhớ cái vụ người ta nói không? Giặt trong là còn tệ hơn. Ồ, mày cái giặt trong mới chết đấy. Đúng rồi. Bởi vì em bữa rượu nghe ghét, kéo cho qua đây chơi luôn. Tí nữa thôi, để chỉnh cái này lại. Bởi vì đủ không em? Bánh gì mà kỳ quá. Nhớ. Chơi thuộc tiền nhất. Đang chơi. Cái này lên xoay. Lo hiệp quẩy vậy. Cũng vậy mà ai cũng muốn chơi cho nó biết. Rồi hiệp hơn. Em hiệp hơn. Em hiệp hơn. Rồi đến đâu anh hiệp hơn. Bởi vì giờ đéo cho ông bà đi chơi luôn. Bởi hôm bữa mới chơi với mình á. Lại đâu có ai thèm chơi đâu. Thằng Dũng á cũng không thèm chơi nữa. Thằng Dũng thằng bên kia rồi. Nè. Tại vì nó bad quá đi. Ngay cả không phải là cái chuyện mà bên team của nó không. Cái team bên kia đó đuổi chửi không? Mình chửi nó rồi mình không qua chơi cũng rồi có mấy người cũng đâu có thích nó đâu. He's bad. Chạy luôn. Không ai cho nó chơi nữa luôn. Chúc đầu chúc mẹ. Thôi này phải suy nghĩ lại mới được. Hahaha.